Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ngữ văn chính của Kiến Guru. Các em thân mến, như một định mệnh, người phụ nữ trong xã hội phong kiến, dẫu hội tụ đủ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nhưng số phận lại lắm trái ngang. Nói về điều này, nhà thơ Nguyễn Du đã thốt lên những vần thơ ai oán. Đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Cũng mang kiếp hồng nhan trong xã hội phong kiến, số phận của vũ nương sẽ như thế nào? Mời các em đến với nội dung tiếp theo của tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Ở bài học trước, các em đã tìm hiểu về những phẩm chất đáng trân trọng của vũ nương. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu số phận bi kịch của nàng, cũng như những đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện của nhà văn Nguyễn Dữ. Đây là hai trọng tâm của nội dung bài học ngày hôm nay. Đến với số phận bi kịch của vũ nương, các em cần trả lời câu hỏi những nguyên nhân nào dẫn đến nỗi oan và cái chết đau thương của vũ nương. Có thể nói vũ nương cả một đời vì gia đình, thương con, yêu chồng, hiếu thảo với mẹ chồng. Nhưng đau đớn thay, bi kịch cuộc đời nàng lại bắt nguồn từ những người thân yêu nhất. Trước hết, bi kịch của vũ nương bắt đầu từ câu nói vô tình, chứa đựng những yếu tố đáng ngờ của bé Đảng. Thế ra, ông cũng là cha tôi ư, ông lại biết nói chứ không như cha tôi trước kia, chỉ nín thiên thiết và chẳng bao giờ bế Đảng cả. Thứ hai là do tính cách đa nghi, cùng tâm trạng đau thương của Trương Sinh khi mẹ mất. Đứa trẻ ngây thơ, câu nói vô tình, nhưng Trương Sinh đã đánh mất niềm tin dành cho vợ. Cư xử hồ đồ, độc đoán, vũ phu, thô bạo. Như thế, đối với vũ nương, không nỗi đau nào bằng, nỗi đau bị người mình tin yêu ruồng bỏ và vu oan. Bên cạnh yếu tố con người, thì yếu tố xã hội cũng góp phần dẫn tới tấn bi kịch của cuộc đời vũ nương. Đa nghi là bản chất của Trương Sinh, nhưng khi sống chung, vũ nương luôn giữ gìn khuôn phép, không để vợ chồng thất hòa. Như vậy, chính chiến tranh chia cắt là chất xúc tác làm cho cơn ghen, lòng ngờ vực của Trương Sinh trỗi dậy và phát triển. Và cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến chế độ nam quyền, đã dung túng cho thói ghen tuông vô lối, thói gia trưởng của người đàn ông, đã trao cho Trương Sinh cái quyền là bạo chúa trong gia đình, nên đã đẩy người phụ nữ vào bi kịch không lối thoát. Dẫu là nguyên nhân nào đi nữa thì kết thúc bi thảm của vũ nương vẫn khiến người đọc xót xa. Nàng bị chồng mắng nhiếc và đánh đuổi đi, đến nỗi phải tìm đến cái chết ở bến Hoàng Giang. Cái chết thật vô lý, bi thảm và đáng thương. Đây là hành động quyết liệt của người phụ nữ bất hạnh, muốn bảo vệ, khẳng định phẩm chất của mình. Không dừng lại ở đó, khi đã chết, nàng vẫn đớn đau vì chồng ruồng rẫy, còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa. Nói tóm lại, bi kịch của vũ nương là lời tố cáo xã hội phong kiến, bày tỏ niềm cảm thương cho số phận oan trái của người phụ nữ. Đây chính là yếu tố làm nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo cho tác phẩm. Thành công của tác phẩm không chỉ được thể hiện qua nội dung sâu sắc mà còn được tạo nên từ nghệ thuật kể chuyện đặc sắc của nhà văn Nguyễn Dữ. Trước hết, câu chuyện có sự đan xen giữa yếu tố thật và yếu tố kỳ ảo. Yếu tố kỳ ảo đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chất truyền kỳ, tạo nên kết thúc có hậu cho câu chuyện, gửi gắm ước mơ công bằng của nhân dân. Đặc biệt, yếu tố kỳ ảo không chỉ đan xen mà còn góp phần tô đậm hiện thực. Nó càng khẳng định phẩm chất đáng trân quý của người phụ nữ. Khi ở thủy cung, vũ nương vẫn luôn nhớ về chồng con, vẫn canh cánh bên lòng nỗi oan chưa được hóa giải. Nó cho thấy một hiện thực quá đau thương, vũ nương chỉ được trân trọng ở chốn cung nước, cõi hư vô mà thôi. Thứ hai, cách dẫn dắt câu chuyện hợp lý, hấp dẫn, cách thắt nút bất ngờ với câu nói của bé Đảng và cách gỡ nút cũng rất tự nhiên cũng với chính lời nói của đứa con. Cuối cùng, gây ấn tượng với người đọc là chi tiết độc đáo, chi tiết cái bóng. Cái bóng gợi lên nỗi cô đơn, niềm khao khát hạnh phúc của vũ nương trong những ngày tháng xa chồng. Cái bóng thể hiện tình thương con, mang lại cho con mái ấm gia đình trọn vẹn. Cái bóng mở ra và khép lại nỗi oan khuất của vũ nương. Như vậy, cái bóng chính là cái tình, cái tâm và cũng là nỗi đau của vũ nương. Cái bóng thật ngẫu nhiên, vô lý nhưng quyết định cả số phận con người. Nói tóm lại, chuyện Người Con Gái Nam Xương là một án văn hay, thành công về nghệ thuật dựng truyện, miêu tả nhân vật và kết hợp giữa tự sự, trữ tình. Như vậy, bằng nghệ thuật dựng truyện đặc sắc, Nguyễn Dữ đã góp phần khẳng định vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ và thể hiện niềm thương cảm đối với số phận ngang trái của họ dưới chế độ phong kiến.
Đây là một nghịch lý nhưng phổ biến, là đặc điểm chung của kiếp hồng nhan trong vào học trung đại mà các em đã được tìm hiểu qua bài thơ Bánh trôi nước của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, hay sẽ tiếp tục tìm hiểu trong kiệt tác truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đến đây, bài học của chúng ta đã khép lại. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em.